Rất vui gặp lại quý vị trong phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chị Đỗ Thị Thanh Hiếu trong phần bình luận chuyên sâu. Xin chào chị Hiếu. Thưa chị, thì quay trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ nói về tiếp là cái sức bật của thị trường đã tương đối tốt khi mà thanh khoản và điểm số vẫn duy trì được cái đà tăng và VN-Index chính thức vượt qua cái ngưỡng 720 điểm. Thì chị nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng của thị trường trong tuần cũng như là cơ hội chinh phục đỉnh mới của VN-Index? Tôi đánh giá là trong tuần thì thị trường sẽ tích cực nhờ cái động lực từ lực mua của khối ngoại cũng như là cái kết quả kinh doanh quý 1 khả quan của các doanh nghiệp có vốn hóa lớn. Trong tuần này thì cũng cần lưu ý là cái kết quả kinh doanh quý 1 sắp tới sẽ được ảnh hưởng tới toàn bộ thị trường, đặc biệt là một số các thông tin vĩ mô như là GDP và cái sản xuất về công nghiệp. Tôi phán đoán là các cái chỉ số vĩ mô này sẽ giúp cho nâng đỡ thị trường chung và có khả năng là sẽ chinh phục các cái đỉnh mới. Mặc dù vậy thì thị trường cũng sẽ tiếp tục phân hóa và đặc biệt là những cái mã mà penny thì khả năng sẽ gặp áp lực chốt lời cao hơn trong giai đoạn tới. Với cái kịch bản này thì tôi nghĩ là thị trường có khả năng sẽ kiểm định những cái mốc cao hơn và gần nhất là cái mốc mà 730 điểm trên sàn. Tuy nhiên thì trong hết cái tuần này thì khả năng là thị trường sẽ có những cái phiên điều chỉnh. Nhịp điều chỉnh này mang tính chất là kiểm định lại cái vùng đỉnh ngắn hạn và mà cái chỉ số MA sẽ bứt phá qua, thì theo tôi là có khả năng là sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn. Thưa chị, vậy thì theo chị thì cái góc nhìn trung và dài hạn nó sẽ như thế nào? Xét về trung dài hạn thì chúng ta cần phải xét về thêm các yếu tố về vĩ mô và dài hơn. Ví dụ như là theo tôi thì có những cái yếu tố khá tích cực cho trong nền kinh tế của Việt Nam có thể hỗ trợ cho thị trường. Đó là kinh tế Việt Nam thì hiện tại đang phát triển rất là ổn định. Các cái chỉ số cơ bản về kinh tế vĩ mô có khả năng sẽ được hoàn thành trong năm. Cái vấn đề mà kiểm soát lạm phát cũng như là giải quyết các cái vấn đề thất nghiệp rồi xuất khẩu ròng có thể là sẽ tạo ra được cái giá trị tốt cho cái phần củng cố được cái nền tảng của đồng tiền trong vấn đề dự trữ ngoại hối. Song song đó, trong suốt năm qua thì Việt Nam cũng đã thúc đẩy cái quá trình mà xử lý các cái vấn đề vấn đề ngắn hạn của nền kinh tế vĩ mô, ví dụ như là nợ xấu của cái hệ thống ngân hàng, rồi là cố gắng để giảm cái lãi suất và xử lý các cái vấn đề mà cổ phần hóa các công ty lớn của doanh nghiệp nhà nước. Thì diễn biến kể từ năm 16 đến đầu năm 2017 tới nay thì cho thấy là các cái yếu tố này, các cái yếu tố mà phục hồi của nền kinh tế đã thực sự là thấm vào cái nền kinh tế cũng như là cái chỉ số, vì cái chỉ số đang nhận được sự phục hồi rất là tích cực. Và ngoài ra thì cái kế hoạch mà IPO những cái mã lớn, những cái công ty lớn của nhà nước đã có khả năng sẽ tiếp tục góp phần là tạo ra những cái doanh nghiệp mới, cái mã mới, tạo ra cái hàng hóa có chất lượng tốt cho thị trường. Bên cạnh đó thì cái định hướng của chính phủ về phát triển thị trường chứng khoán, triển vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn thì cũng là những cái yếu tố mà hỗ trợ cho thị trường trong giai đoạn tới. Vì vậy là theo tôi thì về chung dài hạn thì VN-Index có khả năng sẽ tiếp tục vượt qua được cái ngưỡng là 720 hiện tại và kết năm thì có thể là sẽ đạt được ngưỡng 750 điểm. Chuyển sang cái khối ngoại thì khối ngoại đã có cái hoạt động mua ròng liên tục trong cái thời gian gần đây và cũng là cái yếu tố thúc đẩy giá trị lẫn cái khối lượng giao dịch trên cả hai sàn. Vậy thì cái dòng vốn ngoại nó có tiếp tục được duy trì đà tích cực trên thị trường trong thời gian tới không thưa chị? Trong tháng 3 này thì khối ngoại mua ròng tầm 1.200 tỷ đồng, gần gấp đôi so với tháng 2. Trong thời gian vừa qua, ngoại trừ cái vấn đề đảo danh mục của các ETF thì cái điểm nhấn quan trọng nhất đó là họ đang mua ròng hai mã của trên sàn thành phố, đó là Vinamilk và VZE. Hoạt động mua bán của khối này mặc dù vậy thì cũng tỏ ra là không quá lớn và cũng không ảnh hưởng quá lớn bởi vì cái hoạt động của khối nội hiện tại đang có vẻ là lấn át so với khối ngoại. Việc Mỹ nâng lãi suất thì có thể là sẽ dấy lên các cái mối lo ngại trong thời gian tiếp theo, mặc dù là trong thời gian qua thì họ cũng mua ròng cho thấy cái áp lực này đã giảm đi. Tuy nhiên là cái theo thống kê á, thì thông thường là họ sẽ mua ròng ở những cái giai đoạn đầu năm và khi mà những cái đoạn mà nâng lãi suất tiếp theo thì khả năng rút ròng là vẫn còn tồn tại. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, theo quan sát của chúng tôi thì
từ những cái lần mà Fed tăng lãi suất trước đây thì cái sự luân chuyển của nhóm dòng vốn ngoại đã không còn quá mạnh và cũng không quá đáng lo ngại như các lần điều chỉnh trước. Nhà đầu tư đã quen dần với cái trường hợp mà Fed tăng lãi suất này và cũng đã có phản ứng cũng như là có các cái chiến lược đón đầu vào cái thời điểm mỗi quý khi mà Fed đưa ra các cái thông cáo. Tại vì khi trước khi Fed mà tăng lãi suất thì đều có những cái thông cáo để cho thị trường có những cái phản ứng cũng như là cái giao dịch cho nó kịp thời với cái hoạt động tăng lãi suất của Fed này. Do đó là đối với nền kinh tế Việt Nam thì theo tôi là cái vấn đề Fed tăng lãi suất nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Vì vậy thì cũng chưa có cơ sở rõ ràng để khẳng định là khối ngoại sẽ tiếp tục hay là không tiếp tục mua ròng ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên nhìn về cái góc độ mà PE và cái EPS của thị trường chứng khoán Việt Nam so với các cái chỉ số trong khu vực Đông Nam Á cũng như là các khu vực khác thì còn khá là thấp. Do đó là tôi kỳ vọng là cái dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục chạy vào những cái thị trường mới nổi và còn thị trường nhỏ và mới nổi như thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó là tôi cũng kỳ vọng là vốn ngoại sẽ còn tiếp tục mua ròng ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Gần đây có rất nhiều cái nhận định là dự báo về thị trường cũng như là khuyến nghị chiến lược của nhà đầu tư dưới cái góc nhìn khác nhau khiến không cho không ít nhà đầu tư cũng là lúng túng. Vậy thì chị có cái chiến lược đầu tư cụ thể nào mà để đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư lúc này không? Theo tôi thì nhà đầu tư vẫn nên chọn những cái cổ phiếu trong phù hợp trong giai đoạn hiện tại. Đó là những cái cổ phiếu mà cơ bản tốt dựa trên các cái phân tích chỉ số về EPS cũng như là PE, đó là cái thu nhập trên mỗi cổ phần. Hiện tại thì cái cơ hội đang đến với cái nhóm cổ phiếu mà đang được định giá tương đối thấp như là nhóm ngân hàng và chứng khoán. Trong cái nhóm này thì cũng sẽ có những cái cổ phiếu gần như là bị lãng quên của thị trường. Và bây giờ sau khi mà nhiều nhóm cổ phiếu tăng giá quá mạnh rồi thì cái nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán hiện tại đang là tạo nên những cái bước đột phá mới. Nhóm lợi nhuận của hai nhóm này thì khả năng sẽ dự báo khả quan trong thời gian tới. Trên sàn chứng khoán thì nhóm cổ phiếu ngân hàng thì thường là lực đỡ của thị trường và các cái sức lan tỏa cũng như là tạo ra cái sức bật cho thị trường trong một thời gian khá dài. Xu hướng của thị trường hiện tại thì đang có cái được dự báo là sẽ theo cái hướng là sẽ giảm tỷ trọng tại những cái mã đầu cơ và chuyển sang các mã cơ bản. Vì vậy đối với nhóm ngân hàng mà chưa tăng mạnh trong cái trong các cái tương quan về chỉ số PE cũng như EPS thì định giá thấp, thì theo tôi là trong giai đoạn này thì rủi ro sẽ thấp hơn và nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận trong nhóm cổ phiếu này. Về chung và dài hạn thì nhà đầu tư có thể xem xét những cái nhóm mà đặc biệt là những cái nhóm mà có kết quả hoạt động kinh doanh tốt và ổn định cũng như như là các cái nhóm như tiêu dùng, dược và công nghệ thông tin có cái khả năng mà thu hút được cái dòng vốn đầu tư cao, bởi đây là các cái lĩnh vực mà được nhà đầu tư khối ngoại, đầu tư tổ chức của khối ngoại ưa thích và người ta sẽ đầu tư vào chung và dài hạn. Thì nếu như mà dùng các cách nhìn chung và dài hạn thì nhà đầu tư có thể đầu tư vào những nhóm cổ phiếu này. Hiện tại thì PE của các cổ phiếu trên sàn thành phố đã đạt khoảng 16 lần và theo chúng tôi dự báo thì khả năng là cái PE nó sẽ trong năm nay sẽ đạt 17 lần, tương đương với lại VN Index sẽ đạt mốc là 750 điểm. Vậy tóm lại thì nhà đầu tư có thể đầu tư các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền và có cơ bản tốt thuộc nhóm chứng khoán, ngân hàng chưa tăng mạnh và các cái nhóm cổ phiếu cơ bản có hỗ trợ về cái thông tin cũng như là kèm theo kết quả kinh doanh tốt và có cái kế hoạch dự kiến vào kế hoạch khả quan cũng như là cái PE hiện tại đang nằm ở vùng hợp lý. Thưa chị có thể nói rõ hơn về cái nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán trong cái thời gian gần đây, liệu nó có hình thành cái làn sóng mới trong ngắn hạn không? Trong thời gian gần đây thì cái nhóm cổ phiếu ngân hàng với nhiều đại diện như là Vietcombank, CTG, BID và các cái ngân hàng trung bình khác như là STB, AIB hay MBB thì trong giai đoạn ngắn hạn đã tỏ ra một cái vai trò điều tiết thị trường khá tốt và đưa ra cái vai trò của mình tại những cái thời điểm khá là quan trọng, giúp cho chỉ số tăng điểm, vừa là giữ được cái mốc điểm cao, vừa tạo ra sức mạnh lan tỏa. Căn cứ vào cái mức độ ảnh hưởng của nhóm ngân hàng đối với chỉ số thì nhiều yếu tố hỗ trợ của nhóm ngân hàng hiện tại thì vẫn chưa thực sự là rõ ràng, ví dụ như là cũng chưa có thể hiện được cái hiệu quả của hệ thống hay là lộ trình nới room cho khối ngoại. Do đó là cái hiệu ứng và mà lan tỏa của nhóm ngân hàng thì chưa thực sự quá mạnh và chưa tạo ra dấu ấn trong cái giai đoạn từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên thì cái kết quả kinh doanh quý 1
có thể là sẽ đưa ra được cái kỳ vọng tốt hơn, cũng như là cái kế hoạch kinh doanh và cái quyết tâm cơ cấu nhóm ngân hàng của chính phủ sẽ tạo ra được một cái làn sóng cũng như là động lực giúp cho nhóm ngân hàng phát triển trong thời gian tới. Về nhóm chứng khoán thì nhóm chứng khoán trong thời gian gần đây, trong ngắn hạn là thôi, thì mới có thấy được có một sự thu hút về dòng tiền xuất phát từ cái kỳ vọng tăng trưởng của các cổ phiếu chứng khoán ở trên sàn, vốn được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của thị trường cả về điểm số lẫn giá trị giao dịch. Thì khi giá trị giao dịch tăng thì cái lợi nhuận cũng như là giá trị ròng của các công ty chứng khoán có khả năng là sẽ tăng rất là mạnh. Tôi cho rằng từ đây đến cuối năm thì nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán sẽ tiếp tục tăng điểm và giữ vai trò duy trì cái độ rộng cũng như độ lan tỏa của mình, và có khả năng là sẽ dẫn dắt cho thị trường trong một làn sóng mới. Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, những nhận định vừa rồi của chị Đỗ Thị Thanh Hiếu cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay, ngày 28 tháng 3. Rất cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.